Chào anh em nhé, xì này quả luôn. Hôm nay mới chốt được cốt xì đẹp quá các bác ạ. Tỉa ra cho anh em nhìn rõ. Con này nó là cái cốt xì cổ mọi người nhé. Cốt xì cổ nó hạ xuống hàng xịn như các bác nhé. Đấy, mình sẽ lùi quay đến từ tỉa chỗ này cho bạn nhìn. Nhìn tay sợ, cho gần đi. Sợ nhỉ, tay nó như cái đùi gà, như cái tán tầng hóa ấy, sợ. Thì đây vẫn còn nuôi tiếp nên chỉ tỉa lá thôi. Anh em về còn tư duy nuôi tiếp. Tiền lá tay nuôi vẫn to được. Không cắt ngọn để này. Này đi 85 cây số các bác. Nạc đường mua, nhưng mà mua được cái cốt này. Quá là ưng ý luôn. Đấy, anh em ngày xưa người ta thả lại được nhiều cái dễ tơ như này. Đây. Đấy, nó phùi 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 lên đi mình. Cái cơ bản là đi xa nhưng mà mình được anh em yêu hay mua được, nó cũng tương đối hợp lý. Một sai rồi. Đây vẩn vẫn vắt lên này, để tôi lấy nuôi tiếp cái sẹo này. Tết thằng bé nó đánh rồi nhỉ. Sung nào? Sung ở hai bên đường, gần đến chỗ gần trên chỗ đoạn vườn của mày, cây biết ao. Nhỏ đã thấy rằng là mày cắt thì vứt là bịt lá cành. Đây con mà bố đánh nhá. Đây gần trên chỗ gần chỗ mày. Đấy. Cái dòng xi quả lá nó rất đẹp, lá rất là ok với cái dòng da. Da xi tím mận nó nu cốc cách này. Cắt nhỏ đi. Quen ở nhà không gói được xi đi đâu gói được. Xem nó bụi mù. Ở đây em có sai tỉa ra tí các bác cùng ngắm nhé. Tỉa hết lá đi. Mình không cắt cành vì cành này vẫn còn nuôi cút. Để về anh em rồi chứ cắt. Con này là con nhện à? Chân xòe xung quanh. Cắt đi, cắt cút thì nó hơi tiếc nhỉ, nên để cả lá cho anh em này. Anh em khả năng cái tay này sẽ cắt được rồi. Đi mua hết sẹo. Bèn lên đây đã. Cái này thì nó cắt được rồi các bạn. Cắt được cành này. Cắt được gọn ngay. Cái này làm một tay đẩy ra đây, mình sẽ làm tiếp một tay ra đây. Thích cái là form nó đẹp, cái độ già nó cao, lại được cái độ cây xịn nguyên bản trăm trăm. Rêu đỏ cái này thì cắt được rồi. Cái này nó sắp thành cây rồi các bạn. Nó vẫn là cây mà. Nên nó vẫn là cây mà, sắp thành cây chơi chứ. Sắp thành cây chơi rồi. Sắp thành cây mà, nói chuyện. Cái này sao? Đây này bạn xem cái đây là những cái tay cũ rồi. Nó kiểu như cái tán tầng hóa mà những cái tay bạn dí sát rồi. Ôi. Đây. Đây anh em nhé. Đây ngày xưa được cái tay của nó lại được bạn dí để tôi dí phát đây.
đây các bác này. Cái tay cắt mà như này to to cái bắp tay mình ấy nha các bác nhé, mà nó lu toàn như củ gừng này. Đấy, nó cái chất chất cây này nó thế là nu kinh. Đấy, tất cả những cái dọc đây lên nó cứ lu bi hết cả thân như đây này. Đấy, kiểu như cái dòng này do cái dòng cơ địa nó thế nhá. Để em dọn ra các bác nhìn này. Đây ngày xưa chắc kiểu như là một cái thân nó chọc quằng ở đây này. Đấy, xong rồi hạ thân này làm bẹ đây, bây giờ nó lại thành cái này, nó dị, nó được cả cái vai. Đấy, điểm lu cái này mình vẫn để thêm bẹ nhé, phần này giặt thì giặt được rồi. Đấy, giặt đều luôn thì cái này có thể nuôi mút hết rồi này. Ui. Đấy, đường kính bẹ này chắc khoảng tầm 30 thôi nhé. Đấy, nhưng mà thì có xài dọn sạch một chút nữa quay các bác ngắm. Cái này duy nhất chỉ có mỗi cái sẹo ngón tay cái to hơn tí này, vì đây là cái sẹo hạ thân nhé, đang bo rất là mạnh, cây đang rất là khỏe. Cái dòng này là cái dòng mà các bác để ý, cái dòng này nó cứ ra đến đâu mà nó tự đùn nhá. Đấy, mà chậu vẫn là cái chậu nhiều đất, chậu rộng luôn nhá, chứ không phải dòng cái chậu hẹp mà nó đùn cây đâu, mà cái chất cây này nó thế. Rồi, đây để em mình xịt vào cái chỗ này các bác nhìn nhé. Đây, phải xịt này các bác. Đấy, những cái phần rễ này, cây này nó ra để được nhiều, nó lên nhiều cái mụn này, có thể bỏ đi mọi người nhé. Mọc hết rồi, sạch sẽ để nhưng phải nói là cây này nó có cái độ lu gai kinh điển các bạn. Một cái cốt xi nguyên bản đồ chơi này nó được cả hai mặt nữa. Mình sẽ bóc hết cái rễ này. Đây là một cái phần rễ bám nhé. Tôi sẽ xử lý cắt hết những phần rễ bám đi. Đây, có thể những phần này cứ để đây để làm bệ nhé. Phần trên này này nó đủ lù rồi thì cứ để đây. Đấy, tất cả đây để giữ nguyên cái bay, lỗ hết cái tem này. Đổ nỉ phê này các bạn. Đa số cái những cái dòng xi quả thì cái cốt nó sẽ rất là nu.
Đây, các bác để ý xem cái cây si to ấy, cây si to mà của Yosai cũng si quả như này, thân nó nu vùng quanh luôn. Đợt này cũng một số cút giật được rồi, mình phải tỉa lá cho nó đều đi, xong là để cho lẩy mầm đều với các bác. Đây, quả này chỉ tỉa lá đấy các bác nhé, cành nào cắt được cắt, còn cành nào để nuôi thì cứ nuôi. Wow. Đây, tất cả đây là phần lạc thân, tất cả phần nu này, cái chất xi nhìn nó đã phì các bác nhé, óng ánh này, nu tận gốc luôn. Cái này có thể sau là mình lấy mầm và làm bông luôn trong này này các nhé, làm bông trên bông dưới này. Chúng mình cắt thế này thôi, còn để anh em về là giao lưu, anh em về tư duy tiếp, còn không thì mình sẽ xử lý triệt để và mình để nuôi khoảng sau khoảng tầm 2-3 ngày để xử lý tiếp triệt để nuôi. Nuôi những dòng cây già nó nở thích lắm các bác nhé. Mình tỉa hết lá đi. Nay đi về nó cũng có một số phần đi xa về, nó tạt nó cũng héo lá. Hôm nọ có một cái tác phẩm si mình về mình cũng tạt nó cháy hết lá đi. Đây nó đang ở trong một cái chậu 60 nhé. Đây, chốt luôn cái này. Chốt luôn. Đấy, em sai sẽ dọn qua cho sạch sẽ. Cái này nuôi bi, nuôi gì đây to cái này. Nuôi cái đấy nhưng khó to lắm. Gì bạn, cây si này nó cứ nuôi biết nuôi là mấy đâu. Bạn cầm cho tôi cái, cầm cho tôi con này, khoan ở giữa đi, đục cái thân này thành con lợn đấy. Bắt được cây già về làm dọn nó cũng sướng, nhất là đêm nay xin dọn cái đêm sướng các bạn. Kinh đây bạn xem, ông trông nuôi cây như này nó mút hết này, cái này mút mụt hết này. Tay này. Đây, xoay gần này, cầm to hơn cả cái bắp tay này. Mà xoay lên cái sống lưng này. Nó già mà nó cứ tự lubi lên này. Thích nhỉ. Xoay flash cây tối này các bác ngắm sướng. Lét đừng cm một. Đất thì không thả dưới chậu nước đi. Được cái là con này con cân đối hai mặt đều được. Hai
mặt đều bằng to đẹp như nhau luôn, chứ không phải là 1810. Quay đi. Quay từ chỗ đấy. Nhặt hết những cái rễ vụn này đi các bạn. Cây nó sạch cây. Tất cả lạc thân không có một tí gì gọi là có rễ luôn. Lạc xịn xìn hết. Tút tít vào bông rồi cái này. Kéo to đấy, được rồi, bông mới được rồi đây, mút hết này. Mút tài con này nu hết ở dưới rồi. Nu cả dưới thân dưới này. Đấy, nu ra rồi. Còn độc nu thế mới bảo là kiếm được một cái cốt xi, một chất nu cái cành nó ra nó còn nồi hết ra này. Con dễ làm gì đây, bắt đi nuôi này đấy, nó nuôi bằng trực tiếp cái sẹo lên này. Đấy, nó đang nuôi sẹo này, bắt này mai chống xuống nuôi. Bố cả vào kem đi. Cái gì? Bố mất nhà đi. Con mặc đi con. Thích nhất này, nhìn vào cây bạn. Nhìn đường chuyển này. Nó gồng như con rồng chạy. Gồng tới đây, nó đang chạy thân cái gồng. Đấy. Nó lên xong rồi nó chạy ra tất cả được cái bả tay này. Nguyên bản tay nguyên bản này. Cũng dọn hết cái rễ này đi cho sạch đây. Cái này có khi là không cần làm vai ở đây mà mình làm thành cái tay đây. Đó, tay đây. Xong lên tay lên ngọn đây mà mình làm tay bốn ở đây mình chơi. Cây này mình... Ý định cây này của chủ nhân trước đây cái phần này đây bạn vào giật đến nuôi mút mụt hết này. Nuôi rụt gầy khô. Anh em nuôi cây là nó khô, đồ già nó khô, người ta có nuôi vội, nuôi béo đâu. Đấy, mai ấn đây làm bẹ, tất cả cái này phần này làm bẹ đây, bẹ này. Thay đất mới. Nóng sương mai luôn. Làm gì ấy con? Mặc áo vào. Đang chụp một xe mặt này, này nhưng mà xuống xem được cả hai mặt. Nhìn trong ảnh nó chụp với cả là nó vướng quá thì nó không đẹp. Nhìn xuống nhìn phát ưng luôn. Mai về à? Mai đi bắt à? Mai đi bắt à? Mai người ta gửi về chốt quả anh. Chưa quả anh. Chưa chốt rồi thì ghê. Cây kia nó khá kèo, nó cốt lạc to. Nó to cái xô sơn nhưng mà vành 130 mà. Bằng cốt, bằng cốt của tôi không? Chắc cũng to nhỉ. Đây các bạn nhé. Vừa rồi nhưng mà xài mới dọn xong cốt xin. Nước mình sẽ review chi tiết cho anh em ngắm cái này. Cây già cứ phải xịt nước chảy nó lóng lánh nhìn như kim cương ấy nhỉ. Nào.
Đấy nha, nhưng mà sai sẽ chia sẻ chi tiết hơn nha, một chút này. Đây các bạn, xả. Cây này có thể là đây, con này thì lại chơi được cả hai mặt các bạn nhé. Đấy. Đấy, các bạn xem từ gốc lên ngọn này, điểm của nó này. Chùn nó chảy này. Những cái đầu cút mà anh em nuôi giật này, chít 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 chít. Kết nhất là những quả tay này các bạn này. Kết nhất những quả tay quá ghê gớm. Ui giời ơi. Bẻ to các bạn nhìn này. So bàn tay của em nó dài đấy, nó bằng cái bàn tay mà. Cốt kinh thật. Thấy hiểu kiểu gì. Nó có những quả như này. À, hai mặt đều đẹp mà. Nhìn phê lắm rồi. Cái tay này cũng vậy này. Nó được cái quả tay như này nuôi đến đời nào cũng được đúng không? Quan trọng là nó phải cốt cũ hạ xuống mới được. Đấy, vừa rồi Imosai chia sẻ, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Imosai kết thúc video đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bác nhé. Đây luôn của anh đại diện này.